tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật châu Âu ECDC vừa đưa ra cảnh báo khả năng bị lây nhiễm đối với những công dân châu Âu đi du lịch đến các khu vực có dịch bệnh đậu mùa khỉ tại châu Phi, nhất là nếu có các tiếp xúc gần gũi thì nguy cơ bị mắc bệnh là rất cao. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật châu Âu cho rằng rất có khả năng các nước châu Âu sẽ phải đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng các trường hợp bị lây nhiễm chủng virus gây bệnh đậu mùa khỉ thuộc nhánh 1B đang bùng phát tại châu Phi. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật châu Âu, bà Pamela Randy-Wagner nhấn mạnh do mối quan hệ chặt chẽ giữa châu Âu và châu Phi, châu Âu phải có sự chuẩn bị và khuyến nghị cơ quan y tế các nước thành viên EU cần có kế hoạch phòng bị ở mức độ cao để có thể phát hiện và ứng phó nhanh chóng với bất kỳ trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ mới. Đầu tuần này, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ ở châu Phi sau khi biến thể 1B bắt đầu lây lan sang các nước láng giềng của Congo. WHO ngày 16 tháng 8 cũng đưa ra nhận định tương tự khi cho rằng châu Âu dự kiến sẽ chứng kiến thêm nhiều trường hợp mới trong những ngày tới sau ca đầu tiên tại Thụy Điển. WHO cảnh báo nguy cơ sẽ có thêm ca nhiễm biến thể mới này tại châu Âu. Tại Pháp, Thủ tướng Gabriel Attal quyết định nâng cảnh báo y tế lên mức cao nhất. Tổng thống Pháp Emmanuel đã yêu cầu tặng vaccine cho các quốc gia châu Phi bị ảnh hưởng nặng nhất. Kể từ khi dịch bệnh đậu mùa khỉ bùng phát vào năm 2022, Pháp đã áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa, bao gồm giám sát, chẩn đoán nhanh, tiêm chủng. Người đứng đầu chính phủ Pháp cho biết, các biện pháp bổ sung mới bao gồm thiết lập biện pháp thông tin và khuyến nghị mới đối với những công dân trở về từ các vùng dịch, yêu cầu cơ quan y tế các địa phương chuyển tiếp các thông tin và khuyến nghị mới, nhất là với các nhóm dân cư có nguy cơ và cần tiêm chủng. Chuyên gia truyền nhiễm học thuộc Bệnh viện các bệnh viện nhiệt đới tại Paris, ông Robert Sebag cho rằng còn sớm để cho rằng một làn sóng dịch mới đã bắt đầu, nhưng nhận định biến thể mới 1B có khả năng lây nhiễm mạnh hơn so với chủng virus gây ra làn sóng dịch năm 2022. Ông Robert Sebag cho biết, chủng virus thuộc nhánh 1B có khả năng rất nhanh, điều cần thiết phải làm là tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là cách ly với những người bị nhiễm, yêu cầu không rời khỏi nơi cư trú, khoanh vùng những người có tiếp xúc với họ và yêu cầu tiêm vaccine bởi thời gian ủ bệnh kéo dài khoảng 10 ngày. Liên quan tới tình hình dịch đậu mùa khỉ ở châu Phi, cùng ngày 16 tháng 8, bà Bronwyn Nicol, quan chức cấp cao của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế IFRC, cho biết tình trạng thiếu hụt kit xét nghiệm, phương pháp điều trị và vaccine đang cản trở nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh. Bà Bronwyn Nicol kêu gọi bổ sung các nguồn lực để hỗ trợ lục địa đen ứng phó với đợt bùng phát biến thể mới. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, kể từ tháng 1 năm 2022 đến ngày 4 tháng 8, châu lục này có 38.465 ca mắc đậu mùa khỉ và 1.456 ca tử vong. Các quốc gia bị ảnh hưởng bao gồm Burundi, Cameroon, Ghana, Liberia, Nigeria, Rwanda, Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Phi, Uganda và Kenya. Ngày 16 tháng 8, Cục Y tế New South Wales, bang đông nhất của Australia, đã cảnh báo về sự gia tăng đột biến các ca bệnh đậu mùa khỉ và kêu gọi người dân cảnh giác với các triệu chứng của bệnh. Kể từ đầu tháng 6 đến nay, bang New South Wales đã ghi nhận 93 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong khi trước tháng 6 chỉ có một ca bệnh đậu mùa khỉ được ghi nhận tại bang có 8,4 triệu dân này trong năm 2024. Trong năm 2022 và 2023, bang xác nhận tổng cộng có 68 ca bệnh. Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Sức khỏe thuộc Cục Y tế New South Wales, Jeremy McHenry, khuyến cáo bất kỳ ai có triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ, ngay cả những người đã tiêm phòng vaccine, đều nên đi khám bác sĩ. Người mắc bệnh đậu mùa khỉ có triệu chứng như sốt nhẹ, đau đầu, mệt mỏi hoặc sưng hạch bạch huyết và loét miệng hoặc đau trực tràng. Bệnh đậu mùa khỉ có thể lây lan cho người khác cho đến khi các vết thương trên da lành hẳn. Cục Y tế bang New South Wales đang đặc biệt cảnh giác trước dịch bệnh này trong bối cảnh khu vực Trung Phi từ đầu năm cho đến nay đã có hơn 15.000 ca bệnh đậu mùa. Trong đó, nhiều ca thuộc chủng virus 1B mới chưa được phát hiện ở Australia. Tại Pakistan, Sở Y tế tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ngày 16 tháng 8 cũng đã phát hiện 3 trường hợp nhiễm virus MPOX. Các bệnh nhân được phát hiện nhiễm virus khi nhập cảnh từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và hiện đang được cách ly. Chưa rõ biến thể nào đã được phát hiện ở các bệnh nhân này. Kể từ khi đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện tại bắt đầu vào tháng 1 năm 2023, tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã có 27.000 ca bệnh và hơn 1.100 ca tử vong, chủ yếu là trẻ em. Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus,
kế hoạch ứng phó liên quan tới bệnh đậu mùa khỉ hay còn gọi là MPOX, trước mắt cần 15 triệu đô la Mỹ và cơ quan này có kế hoạch kêu gọi tài trợ. Đến thời điểm này, WHO đã giải ngân 1,5 triệu đô la Mỹ tiền quỹ dự phòng và có kế hoạch giải ngân thêm trong những ngày tới. WHO cho biết đã có hơn 14.000 ca mắc và 524 ca tử vong ở châu Phi trong năm nay, vượt qua số liệu của năm 2023. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, CDC, số ca bệnh đã tăng đột biến và hiện được phát hiện ở ít nhất 13 quốc gia châu Phi. So với cùng kỳ năm trước, số ca bệnh đã tăng 160% và số ca tử vong tăng 19%. Đầu năm nay, các nhà khoa học đã báo cáo về sự xuất hiện của một chủng bệnh đậu mùa khỉ mới tại một thị trấn khai thác mỏ ở Congo, có thể khiến tới 10% người dân thiệt mạng và lây lan dễ dàng hơn. Không giống như các đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ trước đây, các tổn thương chủ yếu xuất hiện ở ngực, tay và chân. Dạng bệnh đậu mùa khỉ mới gây ra các triệu chứng nhẹ hơn và các tổn thương ở bộ phận sinh dục. Điều đó khiến việc phát hiện trở nên khó khăn hơn. Người bị bệnh có thể không biết mình đang nhiễm bệnh. WHO cho biết, chủng bệnh đậu mùa khỉ gần đây đã được phát hiện ở 4 quốc gia Đông Phi gồm Burundi, Kenya, Rwanda và Uganda. Tất cả các đợt bùng phát tại 4 quốc gia này đều liên quan đến dịch bệnh ở Congo. Do đó, WHO có cơ sở để lo ngại dịch đậu mùa khỉ sẽ lây lan ra ngoài châu Phi. WHO tuyên bố, sự lây lan ngày càng tăng của bệnh đậu mùa khỉ ở châu Phi là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, đồng thời cảnh báo rằng loại virus này có thể lan rộng trên toàn thế giới. Thông báo của Tổng Giám đốc WHO được đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban Khẩn cấp WHO. Giáo sư Daimi Okwena, Chủ tịch Ủy ban Khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ của WHO cho biết, tất cả thành viên đều nhất trí tình trạng gia tăng các ca bệnh hiện nay là một sự bất thường với số ca bệnh kỷ lục ở Congo. Bệnh đậu mùa khỉ cùng họ với virus bệnh đậu mùa nhưng gây ra các triệu chứng nhẹ hơn như sốt, ớn lạnh và đau nhức cơ thể. Những người mắc các trường hợp nghiêm trọng hơn có thể phát triển các tổn thương trên mặt, tay, ngực và bộ phận sinh dục. Cho đến nay, hơn 96% các ca mắc và tử vong đều ở một quốc gia duy nhất là Congo. Các nhà khoa học lo ngại sẽ xuất hiện một phiên bản mới của bệnh đậu mùa khỉ, có thể dễ dàng lây truyền giữa người với người hơn. Ngày 8 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo số ca mắc COVID-19 ngày càng gia tăng trên toàn thế giới và tình hình dự kiến sẽ không được cải thiện trong thời gian tới. Giám đốc Phòng chống và chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh và đại dịch của WHO cho biết, dữ liệu từ hệ thống giám sát của chúng tôi trải rộng khắp 84 quốc gia cho thấy tỷ lệ xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đã tăng lên trong vài tuần qua. Giám đốc Phòng chống và chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh và đại dịch của WHO cho biết, mặc dù tỷ lệ xét nghiệm dương tính tổng thể lớn hơn 10%, nhưng vẫn có sự dao động giữa các vùng, đồng thời cho biết rằng ở châu Âu tỷ lệ xét nghiệm dương tính là trên 20%. Tuy nhiên, Giám đốc Phòng chống và chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh và đại dịch của WHO cho rằng tỷ lệ lây nhiễm trên thực tế có thể cao hơn. Vì việc theo dõi nước thải cho thấy mức độ lây lan của virus SARS-CoV-2 trong một số trường hợp có thể cao hơn tới 20 lần so với kết quả xét nghiệm. WHO cũng cảnh báo về nguy cơ xuất hiện các biến thể nghiêm trọng hơn ngày càng tăng khi virus tiếp tục lây lan và tiến hóa, có thể dẫn đến một biến thể kháng lại sự can thiệp của y tế. Giám đốc Phòng chống và chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh và đại dịch của WHO nhấn mạnh, với mức độ lây lan đáng kể như vậy, nếu chúng ta có một biến thể nghiêm trọng hơn, thì khả năng những người dân có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng là rất đáng kể. Tỷ lệ nhập viện vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh điểm dịch. Song WHO kêu gọi các chính phủ đẩy mạnh các chiến dịch tiêm chủng, đảm bảo rằng các nhóm có nguy cơ cao nhất sẽ được nhắc nhở tiêm chủng 12 tháng một lần. Giám đốc Phòng chống và chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh và đại dịch của WHO nhấn mạnh, điều quan trọng là mọi người phải thực hiện các bước để giảm nguy cơ lây nhiễm và mắc bệnh nghiêm trọng, bao gồm cả việc đảm bảo rằng họ đã được tiêm một liều vaccine COVID-19 trong 12 tháng qua nếu thuộc nhóm có nguy cơ cao. Việc sản xuất vaccine đã giảm trong 18 tháng qua và số lượng nhà sản xuất cũng giảm. Người ta hy vọng rằng vaccine vẫn đang được phát triển và có thể giúp giảm lây nhiễm, giảm nguy cơ xuất hiện các biến thể mới, nhiễm trùng và bệnh nghiêm trọng. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra khái niệm về bệnh X, căn bệnh do một loại virus giả định chưa biết có tồn tại hay không gây ra. Đầu năm, các nhà lãnh đạo thế giới đã tập trung tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ để thảo luận về bệnh X do loại virus giả định được cho là nguy hiểm hơn 20 lần so với COVID-19. Mặc dù chưa biết loại virus như vậy hiện có tồn tại hay không, nhưng giới chuyên gia hy vọng có thể chủ động đưa ra kế hoạch hành động để chống lại loại virus đó
và chuẩn bị hệ thống y tế nếu bệnh X nổi lên như một đại dịch. Một chuyên gia nói với CBS News rằng khả năng đó có thể xảy ra sớm hơn chúng ta nghĩ. Tiến sĩ Ahmed Adanza thuộc Trung tâm An ninh Y tế John Hopkins Mỹ cho biết, có những chủng virus với tỷ lệ tử vong rất cao có thể phát triển khả năng lây truyền hiệu quả từ người sang người. Trước đó, năm 2022, WHO đã tập hợp 300 nhà khoa học để xem xét 25 họ virus và vi khuẩn nhằm lập ra danh sách các mầm bệnh mà họ tin rằng có khả năng tàn phá và cần được nghiên cứu thêm. Nằm trong danh sách đó là bệnh X được tổ chức này công nhận lần đầu tiên vào năm 2018. WHO đánh giá sự quan tâm tới virus gây bệnh X thể hiện sự hiểu biết rằng một đại dịch quốc tế nghiêm trọng có thể do một mầm bệnh không xác định gây ra. Tổng giám đốc WHO cho biết COVID-19 có thể là bệnh X đầu tiên. Các nhà khoa học đang tích cực học hỏi từ kinh nghiệm đó. Theo tiến sĩ Adanza, bệnh X có thể do một loại virus đường hô hấp đã lây lan ở các loài động vật và chưa có khả năng truyền sang người. Tiến sĩ Adanza nói, con vật nhiễm bệnh có thể là loài rơi như COVID-19, các loài chim như cúm gia cầm hoặc một số loại động vật khác, chẳng hạn như lợn. Khi con người và động vật tiếp xúc, các loài virus có thể lan truyền. Theo WHO, nếu chúng ta không chuẩn bị, rất có thể một căn bệnh ở quy mô đó sẽ gây ra thiệt hại thậm chí còn lớn hơn những gì chúng ta đã trải qua với COVID-19. Căn bệnh đã cướp đi sinh mạng hơn 7 triệu người. Tiến sĩ Adanza cũng đề cập đến đại dịch cúm năm 1918 đã làm khoảng 50 triệu người trên toàn cầu thiệt mạng. Ông Adanza nói, nếu chúng ta ứng phó quá kém với một thứ như COVID-19, bạn có thể tưởng tượng mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào với một sự kiện cấp độ như đại dịch cúm năm 1918. Đó là lý do các chuyên gia khắp nơi trên thế giới đang nghiên cứu một kế hoạch mạnh mẽ và hiệu quả để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tổng giám đốc WHO nhận định hệ thống cảnh báo sớm và kế hoạch về cơ sở hạ tầng y tế có thể giúp ích trong một kịch bản tương lai. Tiến sĩ Adanza cho biết một bài học quan trọng khác từ đại dịch COVID-19 là tầm quan trọng của tính minh bạch. Tổng giám đốc WHO chia sẻ, WHO hợp tác với các tổ chức toàn cầu khác đã đưa ra các sáng kiến để chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo. Những nỗ lực này bao gồm quỹ đại dịch để giúp các quốc gia có nguồn lực, Trung tâm chuyển giao công nghệ vaccine mRNA để đảm bảo công bằng về vaccine cho các quốc gia có thu nhập thấp và Trung tâm thông tin về dịch bệnh nhằm cải thiện hoạt động giám sát hợp tác giữa các quốc gia. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.